Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì trong khuôn khổ video này em sẽ giới thiệu về ngoại hình chiếc xe Toyota Altis 1.8V màu trắng ngọc trai. Thì và đồng thời cũng giới thiệu cho anh chị về các thông tin về xe. Thì Altis phiên bản 2022 thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và phiên bản nhập nó là phiên bản xuất châu Âu, có tiêu chuẩn khí thải là Euro 6 và có 3 phiên bản ở Việt Nam là 1.8G, 1.8V và 1.8HV. Nó khá giống với Cross đúng không ạ? Thì hôm nay thì chúng ta sẽ xem về phiên bản 1.8V và đồng thời cũng giới thiệu cho anh chị về thông tin xe. Giá sẽ lần lượt cho bản 1.8G là phiên bản xăng tiêu chuẩn sẽ có giá là 719 triệu. Phiên bản thứ hai là phiên bản xăng cao cấp mà chúng ta đây là 765 triệu. Và phiên bản cao cấp nhất là phiên bản xăng điện 860 triệu. Và các cái tùy chọn màu sắc là màu trắng ngọc trai anh chị cộng thêm 8 triệu lên. Còn các cái màu còn lại thì giống nhau. Và màu sắc thì có các phiên có màu sắc như là màu trắng này, màu đen này, màu bạc và màu 1K3. Trong phổ điều này thì em sẽ giới thiệu một chút về các cái so sánh các phiên bản. Ví dụ như là thường là anh chị sẽ phân vân phiên bản này với cả phiên bản xăng tiêu chuẩn đúng không ạ? Thì xăng tiêu chuẩn thì sẽ có hai bản này chênh nhau 46 triệu thôi. Tuy nhiên là cái phương diện của cá nhân em thì em khuyên là anh chị nên lấy bản này, bản xăng cao cấp này. Thì nếu anh chị có thiếu một chút về kinh tế chẳng hạn thì em có những cái gói hỗ trợ về ngân hàng cực kỳ ưu đãi thì của độc quyền Toyota luôn. Thì anh chị chia sẻ về cái tình hình tài chính em sẽ phải tư vấn cho anh chị cụ thể hơn. Còn cái về so sánh hai phiên bản thì bản G chỉ được trang bị là cái không có cái tính năng an toàn là Toyota Safety Sense cũng như là không thua hai cảm biến trước. Ngoài ra thì cái la răng ấy, anh chị nhìn từ thân xe ấy, cái la răng nó chỉ là la răng thường thôi, không phải là la khoai xước như này, la răng đúc và la răng nó bé hơn đấy. Ngoài ra thì cái Apple CarPlay của bản 1.8G thì vẫn là Apple CarPlay phải cắm dây chứ không phải là Apple CarPlay không dây như phiên bản này. Nó cũng là một cái rất tiện lợi ấy. Nên là anh chị nào mà phân vân ra phiên bản này em nghĩ nên lấy phiên bản này. Và đặc biệt là cái chức năng Toyota Safety Sense là cái chức năng được phụ trách sau cái logo này và một cái camera ở phía bên trong cũng kính lái kia là giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh, đèn thích ứng, hỗ trợ hành trình thích ứng. Nó là cái tính năng an toàn và tối ưu nhất ở Toyota hiện tại. Và trong khuôn khổ video nhanh như này vậy thì em xin phép giới thiệu về cái ngoại thất của xe cũng như là về cái so sánh cho anh chị sơ bộ về cái phiên bản, làm sao mà đưa cho anh chị cái phương án tối ưu nhất để mua xe. Xe thì lịch xe bên em đa số sẽ có ra trong tháng và trong tháng sau tùy màu và tùy phiên bản. Thì anh chị nào mà có nhu cầu lấy xe sớm hay là có các em tư vấn về cái thông tin đặc biệt gì thêm thì có thể liên hệ với em qua số hotline em ở trên màn hình. Và hẹn anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.